xin chào quý đến quý khán thính giả bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do ngày 7 tháng 6 năm 2016. Sau đây là phần tin. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ vừa có cuộc gặp tại Hà Nội vào Chủ nhật tuần qua với cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng hai nước. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch khẳng định Ấn Độ là một người bạn thân thiết và đối tác quan trọng của Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parika cũng nhấn mạnh rằng Hà Nội là một trong những đối tác quan trọng trong khu vực của Ấn Độ. Ông cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ đạt được thắt chặt hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên thống nhất gia tăng hợp tác quốc phòng hai nước theo tinh thần hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ giai đoạn 2015 và 2020. Các lĩnh vực hợp tác bao gồm trao đổi các đoàn thăm viếng đào tạo nhân sự cấp cao. Theo dự kiến, Bộ trưởng Pagrika sẽ dự cuộc gặp giữa các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ và Việt Nam và thăm những đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam cũng trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Tại buổi hội đàm ở Hà Nội vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã thống nhất tăng cường trao đổi tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên hơn, căn cứ thảo luận khung về hợp tác quốc phòng song phương đã ký giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le cũng đang có chuyến thăm Việt Nam 3 ngày từ ngày 6 tháng 6 sau khi tham dự đối thoại Shangri-La tại Singapore hồi cuối tuần qua. Trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng đã gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong cuộc gặp gỡ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng hai nước trong các lĩnh vực bao gồm trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, công nghiệp quốc phòng và mua sắm trang thiết bị. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đánh giá cao bài phát biểu mà Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đưa ra tại đối thoại Sangila. Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đề cao vai trò của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, tăng cường đối thoại, trao đổi để giải quyết các bất đồng. Pháp cũng khẳng định sẽ cùng liên minh châu Âu sớm gia tăng các biện pháp nhằm góp phần bảo đảm an toàn, an ninh, tự do hàng hải tại biển Đông theo luật pháp quốc tế. Trong bài phát biểu khai mạc đối thoại kinh tế chiến lược Mỹ Trung vào ngày hôm qua tại Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Ung Dương cho biết Trung Quốc sẽ có danh sách thông báo những lĩnh vực giới hạn không cho phép đầu tư từ Mỹ trong khuôn khổ một hiệp định đầu tư song phương hai nước vào tuần tới. Trước đó, giới chức Hoa Kỳ nhận định danh sách giới hạn sẽ giảm đáng kể những lĩnh vực hạn chế đối với đầu tư của Mỹ, một yếu tố quan trọng để đạt được một thỏa thuận giữa hai nước. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew cũng nói ông đang đợi danh sách này từ phía Trung Quốc. Ông nói Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận hiệp định đầu tư song phương với Trung Quốc, miễn là Trung Quốc cũng sẵn sàng. Ông cũng thúc giục Trung Quốc nên rõ ràng trong việc đưa ra các thông tin về chính sách ngoại hối và việc thực hiện chính sách. Tuần tới, các nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Washington để thảo luận về BIT. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm qua đã khước từ đề nghị mới của Tổng thống Đài Loan liên quan đến việc chia sẻ kinh nghiệm dân chủ của Đài Loan với Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đưa ra lời đề nghị này trên trang Facebook vào hôm thứ Bảy tuần qua nhân kỷ niệm sự kiện thảm sát Thiên An Môn mùng 4 tháng 6. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng kinh nghiệm 30 năm qua cho thấy Trung Quốc đã có lựa chọn đúng cho mình. Nói tại buổi họp báo thực kỳ ở Bắc Kinh vào hôm qua, ông Hồng Lỗi nói 30 năm thành công trong kinh tế và xã hội của Trung Quốc đã nhận được sự chú ý của quốc tế và thành công này vẫn tiếp tục được hoàn thiện. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, chính phủ Trung Quốc đã điều động xe tăng đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để giải tán cuộc biểu tình của hàng ngàn người Trung Quốc đòi dân chủ. Bắc Kinh chưa bao giờ công bố số người thiệt mạng trong vụ đàn áp này, nhưng các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế ước đoán con số người thiệt mạng có thể từ hàng trăm đến hàng ngàn người. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, cho như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.